Tin cập nhật ngày 17 tháng 9 Tổng công tố viên Cộng hòa Luhansk tự xưng thiệt mạng trong một vụ nổ ở chính văn phòng của ông. Quân đội Ukraine cho hay người Nga đang bị tẩy náo ở hậu phương để trở lại tiền tuyến. Phương Tây đẩy mạnh sản xuất vũ khí để viện trợ Ukraine. Pháp, hàng nghìn chuyến bay bị hủy, giao thông hàng không tê liệt. Nghệ sĩ Hồng Kông bày tỏ thương tiếc nữ hoàng Anh bị tiểu phấn Hồng công kích, buộc phải lên mạng xã hội xin lỗi. Trình diễn máy bay không người lái MQ-4 c Triton của Australia chuẩn bị đối phó với sự bành trướng chủ quyền trên biển của Trung Quốc. Đã đến lúc Mỹ thắt lưng buộc bụng chưa? Giá cả ở Mỹ tăng 11% trong vòng 1 năm. Thu Lâm xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin cập nhật ngày 17 tháng 9 của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Và ngay sau đây là các nội dung chi tiết. Tổng công tố viên Cộng hòa Luhansk tự xưng thiệt mạng trong một vụ nổ ở chính văn phòng của ông. Thưa quý vị, vào chiều thứ Sáu ngày 16 tháng 9, một vụ nổ đã xảy ra trong một tòa nhà của cái gọi là Văn phòng Tổng công tố viên của Cộng hòa Luhansk tự xưng ở Luhansk đang tạm thời bị Nga chiếm đóng. Kết quả là Tổng công tố viên Cộng hòa 40 tuổi Sigrenko đã chết, theo Interfax của Nga đưa tin. Các nhà báo đã đưa tin về vụ nổ trong tòa nhà của Văn phòng Tổng công tố, sau đó làm rõ rằng vụ việc xảy ra trực tiếp trong văn phòng của ông. Nhân viên đối thoại của cơ quan cho biết, theo dữ liệu sơ bộ, Tổng công tố viên của Cộng hòa Nhân dân Luhansk, Sayy Gorenko đã chết vì vết thương do một vụ nổ trong văn phòng của ông ấy. Sau đó, các binh lính đã xác nhận với các nhà báo về cái chết của Tổng công tố là do vụ nổ. Ngoài ra, theo các phương tiện thông tin đại chúng, cùng với Gorenko cấp phó Katerina Stelenko của ông đã qua đời. Theo nhà báo Andriy Tshavlienko, Gorenko đã làm việc trong hệ thống thực thi pháp luật của Ukraine hơn 20 năm. Năm 2013-2014, ông giữ chức vụ trưởng phòng điều tra tội phạm liên quan đến buôn bán trái phép chất ma túy. Trước đó, một vụ nổ cũng đã vang lên ở Berdyansk, thuộc vùng Zabriksia bị chiếm đóng tạm thời. Hậu quả là cái chết của Phó Cảnh sát Giao thông Alexander Kolesnikov do lực lượng Nga bổ nhiệm. Focus cũng đưa tin, các binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine đã ám sát đội trưởng đội cận vệ Nga Seizorin, người đã tham gia đánh chiếm Crimea. Chuyển sang một tin tức khác. Quân đội Ukraine cho hay người Nga đang bị tẩy não ở hậu phương để trở lại tiền tuyến. Theo Pravda, các chỉ huy quân sự của Nga xa suốt tinh thần nhất đã được gửi về hậu phương để làm cái gọi là huấn luyện trí não và sau đó quay trở lại mặt trận. Phát ngôn viên của Trung tâm Báo chí Bộ Chỉ huy Tác chiến Việt Nam Ukraine, bà Natalia Humeniuk đã cho biết điều này trong cuộc họp gia ban tại Trung tâm Truyền thông của Bộ Chỉ huy vào ngày 16 tháng 9 bài phát biểu trực tiếp cho biết ở phía đó ý nói là phía Nga, một quá trình tẩy não nhất định đã được thực hiện. Họ đang cố gắng loại bỏ những bộ não mất tinh thần nhất ở hậu phương và thực hiện quá trình huấn luyện trí não, sau đó đưa họ ra mặt trận. Tất cả điều này được thực hiện một cách vội vàng vì không có đủ thời gian và các điểm kiểm soát bị ảnh hưởng, và trung tâm hậu cần không cho họ cơ hội để thực hiện việc như vậy. Vào tháng 9, bộ chỉ huy tác chiến phía Nam đã báo cáo rằng quân nhân Nga ở mặt trận phía Nam đang tháo chạy mỗi ngày. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, phương Tây đẩy mạnh sản xuất vũ khí để viện trợ Ukraine. Kính thưa quý vị và các bạn, nhiều chính phủ phương Tây đang huy động các nhà sản xuất vũ khí của họ tăng cường sản xuất, bổ sung kho dự trữ vốn giảm đi nhiều sau khi viện trợ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Tại một cuộc họp của quan chức cấp cao phụ trách vũ khí đến từ các nước đồng minh của Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin sẽ thông báo về kế hoạch dài hạn cung cấp vũ khí cho Ukraine và xây dựng lại kho dự trữ vũ khí của Hoa Kỳ. Hôm 10 tháng 9, giám đốc phụ trách mua sắm vũ khí của ngũ sắc đài Bill LaPlante cho biết cuộc họp sẽ diễn ra tại Brussels của Bỉ vào ngày 28 tháng 9. Khi giao tranh bắt đầu, quân đội Ukraine chủ yếu sử dụng vũ khí, đạn dược phù hợp với tiêu chuẩn của Nga. Nhưng vài tháng sau, chúng đã cạn kiệt, đặc biệt là pháo và tên lửa. Quân đội Ukraine ngày càng phụ thuộc vào các đồng minh phương Tây với vũ khí tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tháng 7, Liên minh châu Âu công bố khoản tiền 500 triệu euro trong 2 năm tới để bổ sung vũ khí cho Kyiv, tập trung vào các hệ thống tên lửa phòng không và thiết giáp cùng các loại đạn và pháo 155mm. Ủy viên châu Âu Terry Britain cho biết các nước EU đã phải dùng đến lượng dự trữ đạn dược, pháo hạng nhẹ và hạng nặng, hệ thống phòng không và chống tăng thậm chí cả xe bọc thép và xe tăng. Ông cảnh báo, điều này đã tạo ra một lỗ hổng trên thực tế mà bây giờ cần phải được giải quyết khẩn cấp. Mỹ, nhà cung cấp quốc phòng chính cho Ukraine từ khi xung đột bắt đầu, đã cam kết trang bị vũ khí trị giá 15,2 tỷ đô la Mỹ, bao gồm tên lửa chống tăng Javelin, pháo và đạn dược tương thích với vũ khí của NATO. Ngũ sắc đài cung cấp khoảng 800.000 viên đạn pháo 155mm cho Ukraine, trong khi Hoa Kỳ chỉ có một nhà máy sản xuất loại đạn này. Nhà máy General Dynamics ở bang Pennsylvania chỉ sản xuất 14.000 viên đạn mỗi tháng. Ông LaPlante cho biết, Chúng tôi có kế hoạch để đạt được mức tăng dần lên 36.000 viên đạn pháo một tháng trong khoảng 3 năm. Nhưng như vậy, sản lượng hàng năm cũng chỉ bằng hơn một nửa so với những gì Washington đã cung cấp cho Kyiv trong vòng chưa đầy 6 tháng vũ sát đài muốn các đồng minh tăng cường dây chuyền sản xuất của riêng họ để giúp bổ sung kho dự trữ. Quân đội Mỹ gần đây công bố một loạt hợp đồng mới với các nhà sản xuất vũ khí trong và ngoài nước để thực hiện điều này. Hợp đồng bao gồm 364 triệu đô la Mỹ cho 250.000 viên đạn pháo 155mm từ nhiều nhà sản xuất, 624 triệu đô la Mỹ cho tên lửa phòng không Stinger, 324 triệu đô la Mỹ cho tên lửa chống tăng Javelin và hàng triệu đô la Mỹ khác cho các hệ thống vũ khí đạn dược và vật tư quốc phòng. Ở một thông tin đáng chú ý khác, Pháp hàng nghìn chuyến bay bị hủy giao thông hàng không tê liệt. Theo báo chí Pháp, các kiểm soát viên không lưu quốc gia Pháp đã đình công vào ngày 16 tháng 9. Theo dữ liệu mới nhất do cơ quan hàng không dân dụng Pháp cung cấp vào ngày 15 tháng 9, tổng cộng hàng nghìn chuyến bay sẽ bị hủy vào ngày 16 tháng 9. Air France đã thông báo rằng họ sẽ hủy khoảng 400 trong số 800 chuyến bay vào ngày này, bao gồm 55% chuyến bay đường ngắn và trung bình và 10% chuyến bay đường dài. Hãng hàng không Transavia của Hà Lan cũng đưa ra thông báo tương tự. Cho biết họ sẽ cắt giảm 50% lịch bay vào ngày 16 tháng 9, bao gồm các chuyến khởi hành và đến tại tất cả các sân bay của Pháp, đặc biệt là sân bay Paris Orly. Cả hai hãng Air France và Transavia đều cho biết những hành khách bị ảnh hưởng sẽ được cung cấp giải pháp đổi lịch bay miễn phí hoặc hoàn tiền đầy đủ. Theo The Paper, vào thứ ba ngày 13 tháng 9, cơ quan hàng không dân dụng Pháp cho biết họ đã yêu cầu các hãng hàng không điều chỉnh thời gian bay vào ngày 16 tháng 9 khi các kiểm soát viên không lưu và Liên minh kiểm soát không lưu Pháp (SNCTA) đình công cho một nỗ lực đòi tăng lương. Cơ quan hàng không dân dụng Pháp đã yêu cầu các hãng hàng không giảm một nửa lịch bay của họ vào thứ Sáu ngày 16 tháng 9. Phạm vi trải rộng trên toàn nước Pháp và giao thông hàng không sẽ đối mặt với tình trạng tê liệt. SNCTA dự kiến sẽ đàm phán với cơ quan hàng không dân dụng Pháp về các vấn đề như điều kiện tuyển dụng kiểm soát viên và tăng lương để đối phó với tình trạng lạm phát gia tăng trên thế giới. Theo SNCTA, không có phản hồi nào từ cơ quan hàng không dân dụng Pháp và chính phủ. Điều này chỉ có thể được hiểu là sự xem thường và khiêu khích chống lại chúng tôi, liên minh này cho biết. Để đối phó với cuộc đình công, cơ quan hàng không dân dụng Pháp đã ngăn chặn một số lưu lượng hàng không, chỉ duy trì các dịch vụ được quy định ở mức tối thiểu. Cơ quan hàng không dân dụng Pháp dự kiến sẽ có một số lượng lớn các chuyến bay bị hủy và hoãn trên khắp đất nước. Đồng thời khuyến cáo hành khách nên kiểm tra trước với hãng hàng không để biết chuyến bay diễn ra như thế nào. Đồng thời, cơ quan này cũng đang tìm cách hợp tác với Eurocontrol, cơ quan quản lý hành trình hàng không châu Âu, để giúp các hãng hàng không quốc tế tránh tiến vào không phận của Pháp. Chuyển sang một tin tức khác. Nghệ sĩ Hồng Kông bày tỏ thương tiếc nữ Hoàng Anh bị tiểu phấn hồng công kích, buộc phải lên mạng xã hội xin lỗi. Nghệ sĩ nổi tiếng Hồng Kông La Gia Anh Mới đây đã đến lãnh sự quán Anh ở Hồng Kông để đặt hoa và đăng lên mạng xã hội lời thương tiếc vì sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Nhưng đã bị tiểu phấn hồng là những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Trung Quốc công kích. Sau đó vào ngày 15 tháng 9, ông đã phải quay video trên Weibo để xin lỗi. Điều này đã gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi. Ngô Chí Sâm, một người làm truyền thông cấp cao ở Hồng Kông nói rằng, sự việc phản ánh tình trạng của Hồng Kông hiện tại và những người trong giới nghệ thuật đã bắt đi tự do để thể hiện thế giới nội tâm của họ. Nghệ sĩ Lazar Anh đã đến lãnh sự quán Anh ở Hồng Kông vào ngày 13 tháng 9 để đặt hoa tưởng nhớ nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và viết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng Bà ấy lên ngôi khi tôi lên 7 tuổi. Trong 70 năm qua, nữ hoàng Anh là người trưởng bối của tôi, dõi theo tôi từ khi trưởng thành đến lúc già. Dưới bóng dâm của bà, Hồng Kông là một vùng đất may mắn trên trái đất trên đời còn có được bao nhiêu trưởng bối nữa đây. Một bó hoa và tấm lòng thành kính của tôi sẽ tồn tại mãi mãi. Thật không ngờ, hành động này của ông lại thu hút sự chú ý của nhiều tiểu phấn hồng. Sau đó, tiểu phấn hồng đã chỉ trích và cho rằng ông coi thường lịch sử, thích làm thuộc địa, nhận giặc làm cha. Do đó, hai ngày sau là ngày 15 tháng 9, ông La đã phải đăng một video xin lỗi bằng tiếng quan thoại trên Weibo. Trong video, ông nói, Tôi là La Gia Anh, một diễn viên đến từ Hồng Kông, Trung Quốc, là người của công chúng, tôi rất xin lỗi vì đã đăng những lời chia buồn thiếu suy nghĩ. Ý định ban đầu của tôi là bày tỏ nỗi nhớ nhung với cố nhân, ngoài ra không có ý nào khác. Mong các bạn đừng diễn giải quá đà. Quên nguồn gốc tổ tiên ư? Tôi thực sự không làm nổi. Ông La Giang còn cầm trên tay tấm hộ chiếu Trung Quốc và nói: Tôi sẽ luôn yêu tổ quốc của mình. Tôi xin lỗi. Trong video xin lỗi ông đã dùng lòng bàn tay ấn vào ngực và chỉ tay vào đầu của mình một lần. Việc diễn viên kinh kịch Quảng Đông nổi tiếng La Gia Anh phải cúi đầu xin lỗi đã khơi dậy sự chú ý của ngoại giới. Nhiều cư dân mạng Hồng Kông đã bày tỏ quan điểm của mình trên mạng xã hội. Một số người bày tỏ sự ủng hộ và thấu hiểu cho sự thương tiếc nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của ông. Anh Gia Anh, anh không có lỗi gì cả. Lỗi là một số người có trái tim thủy tinh, ý nói là không có cảm xúc. Cũng có người cho rằng vụ việc phản ánh một thực tế đáng buồn là quyền tự do ngôn luận không còn tồn tại ở Hồng Kông. Thật sự rất buồn khi một người sống đến 75 tuổi lại không thể nói những gì bản thân muốn nói. Một người chế diễu Khi tưởng niệm còn phải suy nghĩ thật kỹ thì đủ biết nơi này văn minh và tự do như thế nào. Một số người có cách hiểu khác về video xin lỗi. Ở câu đầu tiên tự giới thiệu mình là diễn viên để giải thích rằng hoài niệm là chân thực, còn lời xin lỗi là diễn xuất. Nhân viên truyền thông cấp cao, đây là phản ánh tình trạng ở Hồng Kông. Ông Ngô Trí Sâm, một nhân viên truyền thông cấp cao của Hồng Kông đã chuyển ra nước ngoài sinh sống, nhận xét trên kênh YouTube rằng, ông La Gia Anh với tư cách là một người dân từng sống trong thời kỳ thuộc địa. Nếu quá trình trưởng thành của ông ấy không phải bị quản lý bởi hệ thống của Anh mà là của Trung Quốc đại lục, thì số phận và sự nghiệp diễn xuất nổi tiếng đó sẽ không giống nhau hoặc hô to đảng cầm quyền vạn tuế, hoặc bị chỉ trích là cánh hữu. La Anh Người đã tự mình trải nghiệm cuộc sống dưới chế độ tự do đã bày tỏ lòng tôn kính với nữ hoàng Anh với lòng tôn kính từ tận đáy lòng. Nhưng cuối cùng lại quỳ xuống ngụy trang thừa nhận sai lầm của mình. Đó là một bức tranh đáng buồn về thực trạng của giới nghệ thuật Hồng Kông ngày nay. Ông đặt câu hỏi rằng, mọi người có quyền tự do không phát biểu ý kiến của mình, nhưng cũng có quyền tự do bày tỏ ý kiến của mình. Vậy thì ông Lazar Anh đã sai chỗ nào? Ông Ngô cho rằng, vụ việc của ông Lazar Anh giống hệt như nội dung bức thư gần đây của Hiệp hội Điện ảnh Hồng Kông gửi các thành viên, yêu cầu tẩy chay giải Kim Mã, một liên hoan phim điện ảnh và lễ trao giải được tổ chức thường niên tại Đài Loan. Nó phản ánh rằng những nghệ sĩ biểu diễn trong thế giới nghệ thuật Hồng Kông ngày nay không có quyền tự do thể hiện thế giới nội tâm của họ. Ông cho rằng không chỉ trong giới nghệ thuật mà dần dần nhiều người Hồng Kông hơn nữa có thể dần mất đi quyền tự do biểu đạt tình cảm nội tâm. Đây chính là hình ảnh phản chiếu của Hồng Kông. Trình diễn máy bay không người lái MQ4C Triton của Australia, chuẩn bị đối phó với sự bành trướng chủ quyền trên biển của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, công ty công nghệ quốc phòng Northrop Grumman đã biểu diễn máy bay không người lái MQ4C Triton còn gọi là Nhân ngư Hải thần của Không quân Australia vào ngày 15 tháng 9. Nhằm công bố chương trình máy bay không người lái trinh sát trên biển, chiếc MQ-4 c Triton đầu tiên của Không quân Australia dự kiến sẽ hoàn thành việc sản xuất vào năm 2023 và giao hàng vào năm 2024. Loại máy bay này dự kiến sẽ ngăn được việc mở rộng sức mạnh trên biển của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời có nhiệm vụ trinh sát và tình báo trên biển. Tư lệnh lực lượng không quân Hoàng gia Australia Robert Chipsman, cho biết điều này sẽ mang lại cho RAAF một khả năng chưa từng có trong việc giám sát và bảo vệ các tuyến đường biển của chúng ta. Một quy 4 c sẽ hoạt động cùng với máy bay tuần tra P-8A Poseidon. Một hệ thống máy bay không người lái cho phép chúng tôi bao quát nhiều khu vực quan trọng hơn và thời gian ở trên không lâu hơn so với các loại máy bay thông thường. Theo báo cáo, một quy 4 c là một máy bay không người lái tầm xa, tầm cao, dựa trên máy bay trinh sát RQ-4 Global Hawk, có thể thực hiện giám sát theo thời gian thực tế trên biển, tìm kiếm thông tin tình báo, trinh sát chống tàu ngầm và nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Trong sách trắng quốc phòng năm 2016, chính phủ Australia xác định rằng cần phải có 7 chiếc máy bay không người lái MQ-4C với thời gian bay dài trên không. Hải quân Hoa Kỳ cũng đang hợp tác với Northrop Grumman với yêu cầu sản xuất 70 chiếc. Việc tăng cường khả năng tác chiến trên biển của Australia lần này sẽ ngăn chặn và cân bằng tham vọng mở rộng ảnh hưởng ở khu vực châu Á Thái Bình Dương của chính quyền Trung Quốc. Nó cũng nhằm vào phiên bản DR7 Global Hawk của Trung Quốc, cũng có thể được sử dụng để giám sát, do thám, đánh giá và thu thập thông tin tình báo. Đây sẽ là một trong những vũ khí quân sự mới mà quân đội Trung Quốc đang cho phát triển mạnh mẽ. Chuyển đến một thông tin tới từ nước Mỹ. Đã đến lúc Mỹ thắt lưng buộc bụng chưa? Giá cả ở Mỹ tăng 11% trong vòng một năm. Trong khi giá xăng dầu của Mỹ đã giảm, thì giá lương thực lại tăng vào tháng trước. Điều này lần nữa đẩy lạm phát lên cao trở lại. Theo số liệu chỉ số giá tiêu dùng CPI mới nhất trong một năm vừa qua, chỉ số lương thực thực phẩm ở Mỹ đã tăng 11,4%. Đây là mức tăng cao nhất trong 12 tháng kể từ tháng 5 năm 1979. Chỉ số thực phẩm tại nhà Food at Home Index đo lường những thay đổi về giá cả trong cửa hàng tạp hóa cũng tăng 13,5%. Đây là mức cao nhất trong 43 năm. Mark Harbrick, nhà kinh tế cấp cao tại nền tảng công bố lãi suất tài chính Bankrate.com cho biết, khi đối mặt với giá cả tăng cao, người tiêu dùng sẽ cố gắng cắt giảm chi tiêu. Ông nói, tuy nhiên thực phẩm thuộc nhu cầu cơ bản không phải là thứ có thể dễ dàng cắt giảm. Đây chính là thách thức mà chúng ta phải đối mặt giá cả các mặt hàng chủ yếu như trứng sữa ngũ cốc bánh mì và bơ có mức tăng giá lớn nhất điều này càng khiến ngân sách của các hộ gia đình ở mỹ trở nên eo hẹp hơn lạm phát cũng khiến nhiều công ty thực phẩm và đồ uống bao gồm coca cola và pepsi làm cho giá cả đồ uống và hàng hóa đóng gói đều tăng cao thậm chí một số công ty đã đóng gói bao bì của họ nhỏ hơn chiến lược này được gọi là thu hẹp do lạm phát hoặc chiến lược thay thế nguyên liệu rẻ hơn, được gọi là tiết kiệm do lạm phát. Edgar Dewarski, một người đề xuất quyền lợi của người tiêu dùng và là người sáng lập trang web Consumer World, cho biết các nhà sản xuất thực phẩm biết rằng, mặc dù hầu hết người mua hàng sẽ ngay lập tức nhận thấy sự tăng giá, nhưng không chắc rằng họ sẽ phát hiện khối lượng tịnh của sản phẩm nhẹ hơn hoặc được thay thế bằng nguyên liệu và thành phần giá rẻ hơn. Ông đang theo dõi tình hình thu hẹp của các sản phẩm đại chúng như giấy vệ sinh Charmin, bột yến mạch ăn liền Walker và ngũ cốc yến mạch mật ong với hạnh nhân Honey Brushes of Oz. Fed đã thực hiện các biện pháp tích cực để ứng phó với tình trạng lạm phát tăng vọt. Một cuộc khảo sát của Fed tại New York được công bố vào đầu tuần này cho thấy, người tiêu dùng giảm bớt sự lo lắng về việc tăng giá. Mặc dù họ vẫn kỳ vọng lạm phát sẽ ở mức 5,7% sau một năm kể từ bây giờ ông hambrick nói người tiêu dùng đã chuẩn bị tâm lý cho việc giá cả sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nhưng họ cũng có xu hướng tin rằng mọi thứ có thể trở lại bình thường đồng thời các cá nhân vẫn cần tiếp tục thận trọng về ngân sách chi tiêu trong gia đình ông nói thêm để đạt được điều đó các chuyên gia về tiết kiệm tiền chia sẻ một số lời khuyên về việc giảm chi tiêu trong hàng tạp hóa bởi vì lạm phát thực phẩm vẫn không có dấu hiệu chậm lại trong thời gian ngắn đã đến lúc thắt lưng buộc bụng, bụng và nó đã diễn ra được một thời gian rồi, ông Hambrick nói. Năm mẹo để tiết kiệm tiền khi mua hàng tạp hóa 1. Chú ý đến tình hình tiêu thụ của hàng hóa Mặt hàng của các nhãn hiệu phổ thông có thể rẻ hơn từ 10 đến 30% so với các nhãn hiệu cao cấp tương đương và chúng đều có chất lượng tương đồng. Tất nhiên, điều này không phải luôn luôn như vậy. Một số sản phẩm có thương hiệu có thể đang giảm giá nhiều hơn bình thường trong nỗ lực níu giữ những khách hàng trung thành. Vì vậy, hãy để ý đến những thay đổi về giá. 2. Lên kế hoạch cho bữa ăn của bạn. Lisa Thompson, chuyên gia tiết kiệm tại trang web Coupons cho biết, khi bạn lên kế hoạch cho bữa ăn của mình trước thì bạn chỉ mua những thứ cần thiết. Nếu bạn không giỏi trong việc tính toán, Ít nhất, khi đi mua sắm bạn nên có một ý tưởng chung về những món ăn bạn sẽ làm cho tuần tới để giúp bạn mua sắm đúng hướng và tránh việc mua tùy hứng. 3. Mua số lượng lớn Khi nói đến các mặt hàng khác trong danh sách mua sắm của bạn, bạn có thể tiết kiệm hơn nữa bằng cách mua sỉ. Tham gia câu lạc bộ mua sỉ như Costco, Shams Club hoặc Bichis, nơi thường có thể đưa ra đơn giá tốt nhất cho các loại gia vị thiết yếu của bạn cũng như các mặt hàng không dễ hư hỏng. 4. Sử dụng ứng dụng hoàn tiền APP Theo Julie Ramhau, một nhà phân tích người tiêu dùng tại trang web giảm giá Dell News, hai ứng dụng phổ biến nhất để kiếm tiền mặt tại các cửa hàng là Ibotta và Checkout 51. One. Người phát ngôn của Ibotta nói với CNBC rằng, người dùng Ibotta trung bình tiết kiệm được từ 10 đến 20 đô la một tháng, trong khi những người dùng tích cực hơn có thể tiết kiệm được từ 100 đến 300 đô la một tháng. 5 thanh toán bằng các loại thẻ một cách đúng đắn. Trong khi các thẻ hoàn tiền thông thường như thẻ City Double Cash có thể giúp bạn tiết kiệm 2%, thì có những thẻ tích điểm thưởng của các cửa hàng tạp hóa có thể giúp bạn kiếm được 2% tại các siêu thị trên toàn quốc. Hoặc dùng thẻ Blue Cars Preferred có thể hoàn tiền tới 6%. Trong chuyên mục lựa chọn của CNBC, có chỉ ra đầy đủ các thẻ tốt nhất để mua sắm thực phẩm, cùng phí thường niên và lợi suất hàng năm của chúng. Kính thưa quý vị, mục tin cập nhật của DKN TV đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thu Lâm xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.